rau tiên vua. Dài thôi rồi luôn. Có mùi gì ấy này. Tay rửa sạch sẽ rồi đấy. Tay sạch. Trong nhà mà. Rồi cắt ra đó. Sau thịt bò thịt lợn à. Để đầu tiên ăn đâu này. Ra đây mới bắt đầu này biết đi. Chờ bà tí nào.